Cái gương này tôi phải gọi nó là gương tâm linh vì cứ video nào có nó là auto lên xu hướng các ông bà. Nhưng mà tôi hết trò làm với nó rồi nên quay lại với sự nghiệp decor phòng thôi. Và món đồ không thể thiếu được trong mọi căn phòng đó chính là những cái kệ. Nó không nhất thiết phải là kệ đa năng như tôi đang lắp đây, mà có thể là kệ giày dép, kệ quần áo. Nhưng cứ là kệ kiểu này thì căn phòng sẽ trở nên gọn và xinh xẻo hơn. Đặc biệt là ông bà nào nhiều đồ, vừa có thể làm nơi trưng bày, vừa làm chỗ để đồ rất là hữu dụng luôn ấy. Ngay từ lúc nhận cái kệ này tôi đã có dự cảm chẳng lành rồi. Nó quá to so với mong muốn của tôi ấy. Và trong quá trình lắp thì tôi đã phải loay hoay một hồi lâu vì cái tội không nhìn trước ngó sau, để rồi lắp sai cái thanh ngang, rồi lắp sai cả thanh dọc. Kệ này tôi đánh giá cao ở chất liệu và độ hoàn thiện. Các cái lỗ đục sẵn đều tăm tắp nên là dù tháo ra lắp vào nhiều lần tôi vẫn làm được dễ dàng. Xốp gửi thừa thêm 2 ốc vặn và kèm theo cả đế, nhưng mà ngày mai tôi mới đóng vào vì giờ khá muộn rồi. Đóng vào sẽ gây tiếng ồn lớn ấy. Tôi kê vào chỗ này để che mấy cái ổ cắm điện xấu xí. Thật tiếc là nó hơi to nhưng không sao, cứ để tạm. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy O.T.